Xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Mr. Một Mí Vlog. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn món bún cá gắt. Thường thì chúng ta biết có món bún cá ngừ, nhưng bún cá gắt cũng ngon không kém thưa các bạn. Đây là cá gắt mình đã làm sạch, ướp nước mắm, muối, bột ngọt, ớt, hạt nêm, ướp trong vòng 15 phút để cho cá ngấm gia vị. Cá gắt này thịt rất dai và ngon. Thì nấu cá gắt này ta nấu với dưa chua có ớt xanh, ớt sừng xanh này là rất thơm. Bắt chảo lên để chuẩn bị khử dầu. Cho hành, tỏi, ớt đã băm nhuyễn vào để khử. Ta cho thêm ớt bột vào để cho màu đẹp hơn. Mình hay xài ớt bột. Ớt bột này từ quê gửi vô luôn nha các bạn. Màu lên rất là đẹp. Sau đó ta cho thêm nước mắm vào, chừng 2 muỗng canh nước mắm, rất là thơm các bạn. Nước mắm khử với hành, tỏi với ớt bay lên rất là thơm. Sau đó ta cho cá vào để cho cá ngấm với gia vị. Cá gắt này là rất là dai. Rất là dai và béo. Cho lần lượt từng khúc cá vào để ráng vàng cạnh. Rất thơm.
tớ điều hai mặt cá cho nó ngấm gia vị điều nha. Sau khi cá hơi chín thì ta cho nước dùng vào để chuẩn bị nấu nước để ăn bún. Cái màu của ớt bột nó lên vàng rất là đẹp các bạn. Mình ít dùng màu điều, mình dùng còn màu ớt. Ta đun cho nước sôi. Sau khi nước sôi ta chuẩn bị để cho dưa chua vào. Đó. Dưa chua này là từ tay ở quê mẹ làm gửi vô luôn. Nhìn rất hấp dẫn. Các bạn thấy hay thì chỉ cần cho mình một like, một đăng ký kênh để mình có động lực ra những video hấp dẫn hơn. Và đừng quên nhấn chuông để nhận những thông báo về video mới nhất nha các bạn. Mình có cắt ít cà chua với ớt để sẵn, hành để bỏ vô nấu chung cùng với cái nồi nước này luôn. Ta cho cà chua vào. Do một tay cầm camera nên mình gấp một lát nên hơi lâu một chút nha các bạn. Sau đó ta cho ớt xanh đã cắt sẵn vào luôn. Ớt này rất là thơm. Nó ra nên nước mùi thơm, nó không cay nhưng nó thơm lắm các bạn. Nó áp đi cái mùi tanh của cá. Và cái nước nó rất đậm vị. Đó các bạn nhìn thấy cái nồi lẩu màu rất đẹp luôn. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Cho vào ta nêm nếm gia vị để ta xem vừa ăn chưa. Nêm nếm tùy vào khẩu vị của mỗi người.
ta cho hành lá vào. Đấy, có một nồi nước rất là ngon, dùng để ăn bún hoặc là cơm cũng được không các bạn. Bằng thấy cá nè, cá nó ăn rất dai mà ngon lắm bạn, béo nữa. Tuyệt vời mặt trời luôn. Thử miếng. Rất là ngon đó các bạn. Mời các bạn nha. Giờ mình đã múc ra tô ăn với bún. Hôm nay về trễ nên không mua được rau sống, đi càng chém nước mắm này là chém nước mắm cay thôi, không cần hành tỏi gì hết, chấm nước cá rất là ngon. Mời các bạn nha. Như vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian xem video của mình. Hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.